lòng của bố mẹ nói rằng là nếu mà con thích thì hãy thử đi, hãy thử để chứng minh xem là mình có thể đi theo con đường này hay không. Và đấy là con tâm sự với bố mình rất nhiều. Thế bố mới gọi là rất là thương con mà. Thế là mỗi một lần mà Quân được đi diễn mọi người ạ, mà ngày xưa là Quân chỉ được có hát tốp ca thôi, thậm chí không được cầm mic chỉ được hát tốp ca thôi, nhưng mà mình cũng rất là thích. Và lúc nào mình cũng mặc một chiếc sơ mi trắng, hồi đấy bố cũng là lượt cho bố đèo trên một chiếc xe đi hát ca khúc Măng Non, mùa hát tập thể khu phố này, rồi là về khoe lại lên là yeah, con được vào chung kết của quận rồi, nhưng mà chung kết hát tốt thôi. Xong rồi tiếp tục vào tiếp chung kết tiếp. Thế là lại là bố người mà là chiếc sơ mi trắng đi theo mình. Và bố còn có một cái máy quay, bây giờ bố vẫn giữ cái con máy quay Sony nha. Con vẫn còn nhớ, đi đâu bố cũng bật ra bố quay như này. Bây giờ con vẫn còn giữ cho mình rất nhiều những cái clip từ ngày bé cho đến bây giờ. Và để con ước ao rằng là sau này nếu mà mình có cơ hội thì mình làm một cái live show thật là lớn thì mình sẽ chiếu những cái clip đấy lên trên màn hình. Chắc là đấy là một cái món quà cũng như là một cái thứ vô giá. Và bố thì vẫn cứ lúc nào cũng như vậy, cứ đi theo để quay lại những cái khoảnh khắc như vậy. Nhưng mà giờ thì bố thay vì quay thì bố live stream rồi. Đó, một tràng vào tay cho người bố. Thay vì quay bây giờ bố live stream rồi, bố công nghệ lắm. Đó là một cái câu chuyện vui vui thôi. Và bây giờ thì bài hát này thì Quân sẽ tặng cho người bố của mình. Và không chỉ là bố của Quân mà còn những ai đang là bố, đã và đang là bố ở đây. Ca khúc Ba Kỳ Con Nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rung lên không bao giờ sao lắm.